Khi lắp ghế tải, ghế phụ thì mình nên lùi ghế ra sau để có không gian và dễ lắp đặt hơn nhé. Ghế tải này thì đã lắp đặt rồi, cho nên mình sẽ quay lắp hàng ghế 2 và ghế phụ rõ hơn nhé. Phát đây. Đây, ok. Đó là. Được. Mình chỉ cần ướm vào thôi đúng không? Này mình gấp chưa ghế hả? Cái bài chỗ là bật đi ghế này lên để bỏ xuống dưới đúng không? Bấm phím là cắn ở cái mép nhựa đúng không? Bấm là gai. Cắn là cái mặt nhựa. Cài vào. Ok. Ghế này thì do khách đang làm trần với làm điện cho nên là đang tháo ốp, mấy miếng ốp nhựa đặt ở trên thảm, nhưng mà về thảm thì mình vẫn ướm giống như bình thường đó. Mình chỉ cần ướm vào và bấm ghim. Cái này cho kéo chứ khô rồi.